Anh đỡ bánh mì của anh đi nè, đừng có bới rác nữa. Anh bị điên hả? Trời, em nghĩ sao có thằng nào mắc bọc mà mặc đồ đẹp nhanh. Em được chọn rồi đó, chị mới báo quản lý. Bao giờ em đi làm được ạ? Mai. Bắt quả tang ngồi coi hình trai à. Không thích là tao cua ráng chịu. Chị sao vậy? Chị Uyên ơi! Chị Uyên! Em đừng đi mà! Chị Uyên! Không sao, không sao. Ổn rồi, em đây. Em đây. Em đừng đi mà! Tôi đã nói rồi! Nó dễ. Mọi thứ rất là dễ dàng. Hai con cậu này tự nhiên cái khóc. Tôi dễ nha. Dạ, kính chào quý khách. Hương bạn của Kai hả? Tụi em thì không hẳn là bạn bè với nhau đâu chị. Giữa tụi em có nhiều vấn đề lắm. Chị người ngoài chắc chị không hiểu được đâu. Em kiếm Kai hả? Không, em tới đây em mua chó thôi à. Vậy để chị tư vấn cho em nha. Tiệm của chị có nhiều loại, với lại giá cả cũng hợp lý lắm. Em đi theo chị. Em ơi, mình có thuốc chống rụng lông cho bùn đó không? Dạ có anh, ở bên đây. Ok. Dạ. Các cô làm anh như vậy à? Dạ sếp ơi, tại sáng đông quá mà không ai phụ em hết á. Cô không đừng có lý do. Tôi mở cái quán này ra ấy, không có khách để phá sản à? Dạ không phải đâu ạ, là do tối qua em làm mất á. Tôi nói rồi mà, không ai nghe. Đẹp trai hơn tôi ấy thì chỉ có ăn hại thôi. Trong ngày hôm nay mà không tìm được chó của khách thì nộp đơn xin nghỉ việc hết đi. Cái Uyên, có mỗi bạn cái chó không dọn được à? Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ đi. Sao em lại nhận giùm chị vậy? Thì coi như em trả công chị từng giúp đỡ em đi. Thôi, bây giờ mình cứ tìm lại trước đã. Cô mua nước đi rồi tôi chị cho. Vậy lấy em chai nước.
anh chỉ cho em với. Không biết lấy gì chỉ. Biết cũng bắt người ta mua nước nữa. Ê, chạy đi, chạy đi. Ê. Em muốn nói yêu anh nên là em đến đây từ chiều. Em muốn nói yêu anh thương và em nhớ anh thật nhiều. Em muốn nói yêu anh nên là em đến đây từ chiều. Em có biết không anh, em yêu anh lúc 3 giờ chiều. Sếp sủng nhìn chán thế chứ lại ăn với mặc chán không như thế. Trên một đằng dưới một nẻo không giống ai cả. Ê, tính ra là mày là người tặng cái đôi dép này cho tao em mày. Thì tặng cho đôi dép nhưng mà không có nghĩa là mang đến shop mà đi làm mà ăn mặc như này. Nhìn có giống sếp gì giống giống con dở không? Tao đi cái đôi dép này là để tao tỏ cái vẻ gọi là tôn trọng mày khi mày tặng quà cho tao nên tao mới đi. Với lại đây là shop của tao, tao thích mang gì thì mang. Liên quan gì đến mày hả? À, mày làm được không? Khó tính. Không làm được nghỉ đi. Mà tại sao giờ này rồi mà chúng nó vẫn đi tìm chó vẫn chưa về nhỉ? Ok. Cả ruột. Mấy giờ? Hay là bây giờ nha, mình vào những cái hội nhóm hay là những cái trên mạng ấy, người ta đang tìm chó rồi lạc chó, mua chó bán chó. Con này mày khôn. Mày đăng ngay lên fanpage mặt pet cho tao để tìm chó. Đăng nhanh, ngay và luôn. Lần này tao nói thật cho mày biết nha, tao mà tìm được con chó này về, tao đuổi hết hai đứa kia. Lại đuổi? Làm việc không có sáng tạo gì cả, mất cho 4.0 là phải dùng công nghệ để kiếm chó. Tại sao không kiếm luôn từ ban nãy nhỉ? À, bây giờ mày mới cho tao cái ý tưởng này. Thì giờ mới khôn ra, mới nghĩ ra. Đi vào lấy anh chó nhanh, đăng luôn. Nhưng mà sếp, đuổi có nặng nề chúng nó quá không? Tao thích. Đi vào đăng, nhanh. Mới đang bán 3 tiếng chưa xong. Mày nổ ngay info của nó cho tao. Dám bắt chó con tao à? Thằng này mày, bây giờ thằng này mày chết với tao rồi. Ây ui, ao ui. Nó đi đâu đây? Mày lần này tù 1-0 con ạ. Alo. Cô cho tôi hỏi, có phải là 3 tiếng trước cô đang bán một chú chó poodle màu nâu đỏ đúng không? Cái gì? Không bán nữa. Cô nói đi, nhà bên kia trả cô bao nhiêu tiền, tôi trả gấp 2, kể cả 7 tỷ tôi cũng phải mua con đấy nó về. Không bán là không bán á. Cái gì? Mà khoan á, cô cho tôi hỏi, có phải là cô đi chiếc Vision màu trắng đúng không? Đeo cái ba lô màu vàng mà có con chó ở bên trong nữa đúng không? Rồi không ai hết. Mình đi đâu đây? Được, mày nghỉ đi. Đuổi nó, đuổi nhanh. Sao ấy hả mày? Quên đổ xăng rồi. Ôi trời ơi, ngoài cái việc làm tiếp viên của ta ra, mày không làm được cái gì nữa. Mày làm được không? Không làm được thì nghỉ đi.
Ây ơi, thế này làm sao mà đuổi được chó của tao? Không tại mẹ, lương của tao không đủ để cho mày đổ xăng à? Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ đi. Ôi trời ơi, có nghe mắng à? Ơ, có phải con chó này không? Đuổi. Quay xe, quay xe em đi, con xăng. Ôi trời ơi. Ôi, đi giày cao mà. Thế rồi bây giờ làm sao đuổi được đây? Ê, ê, xe tao mà. Ủa, xe tôi. Tao nói chứ mỗi lần đi sửa điện là mất xe. Ê. Cứ mỗi lần mà đi sửa điện là mất một chiếc xe vậy ta? Anh ơi, nó ăn trộm xe em rồi, anh dí giùm em cái. Ủa, quen biết gì giúp, quen biết gì dí? Đẹp trai quá à, nhìn đẹp trai quá à, dễ thương quá à. Cái gì mày? Đẹp trai. Chịu, lên xe. Anh cho em hỏi nãy giờ anh có thấy con chó giống vậy không anh? À con chó ơi, con chó này anh biết rồi. Bây giờ nha, mấy đứa bắt chó nó hay hỏi anh lắm. Bây giờ em nhìn phía trước không, em đi thẳng rồi. Em đi thẳng rồi, em rẽ trái. Rẽ trái rồi sao em thấy một cái lùm cây. Cái lùm cây xong em chui vô đó là em gặp cái lỗ chó. Con chó em nó to này nè, lỗ màu nâu, nó hơi xoăn xoăn xíu á. Thầy. Dạ đâu vậy? Em tới đó rồi xong đi vô cái nhà. Trước cái nhà đó nó có mấy chiếc Exeter á, xong mà làm vô đó là gặp mấy thằng cột chó. Con này á mà thêm miếng củ riền nữa, lít rượu nữa, ba chảy luôn, nhậu ngon lắm. Gặp mấy thằng cột chó em có hỏi, mà hỏi đừng nhay nha, mấy cột chó nó quýnh chết mày em á. Tìm thịt chạy bên kia thấy không? Ở bệnh nhiều, nhiều lắm. Tìm không có tao quay lại lên tiếp, chạy tiếp nha. Chí em nói đi nợ trước kìa anh. Đứng lại nha, đứng lại trả xe cho tao. Xe cô gì rồi này? Mày còn muốn ăn dầu không? Cái gì? Anh nói đi rồi, tao cho mày 10 triệu. 10 triệu hả? Chí nợ hả? Mày nhớ mày nói đó nha. Lắng mày cho tao. Anh bé đi, anh kêu là anh em mình bắt được con nhỏ đó là phải cho mình 10 triệu, chơi không? Rồi. Gông rồi con ạ. Giữ lại. Để tao xem mày ăn trộm rồi mày còn la la. Để tao xem cái mặt mày xinh hay xấu. Ăn cắp nè. Cắp mẹ. Hiểu lầm Ni. Là sao? Ni bạn Huyền. Là sao? No. Ừ, quen hả? Đi. Mày có ăn cắp chó không? Không. Nhớ quên ra hả? Mày nói gì vậy? Bên môi không nhớ được. Là xấu mà còn bên môi. Chứ mà còn bấm môi. Ngâm cho đẹp. Mà sao ta? Xe mình đâu? Xe mình đây này. Trả xe đây ta. Xuống xe mày. Định lấy xe luôn hả? 10 triệu nào? Định lấy xe luôn hả? Alo. 7 tỷ không thành vấn đề. 7 tỷ em mua con này đi anh. 7 tỷ ok nhá. 7 tỷ. Mệt mỏi thiệt chứ.
nhà bao việc rảnh thiệt chứ. Tại sao vậy? Tôi xui xẻo quá. Coi con chó cũng làm mất nữa. Không phải tại chị đâu. Tất cả là tại chị. Tại chị vô dụng nên mới làm mất con chó. Tại mấy thằng ăn trộm nó khôn thôi mà. Hay là tại chị ngu? Không phải mà, khổ ghê á. Cái cái, con chó của mình kìa đúng không? Ê, chị Uyên, chị Uyên, chị Uyên ơi, chị Uyên có xe không? Chị Uyên ơi. Ờ, em cứ chạy ra chỗ kia thử coi có đúng con chó của mình không. Vậy chị ở đây đợi em xíu nha. Chị có xe không? Đó không phải là con chó của mình rồi. Thôi, đi, mình về. Bao lâu nay anh vẫn im lặng, nghĩ rằng lòng mình đã dối lừa, trái tim anh đã tương tư. Anh biết rất khó để nói ra nhiều điều muộn màng đã vỡ rồi. Mày thấy không, tình cảm 5 năm trời của ta còn bằng bà cô già đó nữa. Mới có mấy tuần. Nỡ yêu một người mà lòng anh chẳng biết được, tình cảm đến vội vàng chẳng thể nào anh biết trước. Trai trai, hình như con cháu của mình đúng không? Đúng, đi để em quay coi. Nắng mưa vẫn nở cạnh nhau, biết cho con tim em đã thêm buồn đau. Mày, tao thuê mày về có mỗi cái việc mày tắc kè cho tao thôi, mà mày cũng không làm được. Tắc kè? Mỗi cái việc cầm tiền đi thôi, mày không quên. Mày làm được không? Mày không làm được, tao kết mày, mày nghỉ đi, tao chuyển cho đứa khác. Trời ơi. Vừa nãy đi bộ có kịp mang gì đâu. Chuột, đây này. Tìm một chó thôi. Đợi tí, chị sẽ về ngay bây giờ đây này. Về ngay, về liền, đợi tí nhá. Chờ em thôi. Quyên. Dạ. Em đang tìm tuyển nhân viên mới hộ chị với. Ủa sao vậy chị? Tại đăng cai tự dưng nó xin nghỉ việc rồi. Mà với lại cửa hàng mình to như thế này, tao cũng muốn tuyển thêm nhân viên. Nguyên. À, sao? Dạ, không sao. Thôi em đi làm tiếp nha. Sao ta? Từ ngày thằng Cai nghỉ việc đến bây giờ cứ như nhiều mất hồn ấy. Dại dài thế chứ lị. Mà tao thấy ấy, con này nó dại không đúng thời điểm mày ạ. Mà còn không đúng người nữa cơ. Mà giá như bây giờ mà nó dại tao đi, thì có phải là bây giờ nó đang vui vẻ rồi không? Dại đúng cái thằng mà ăn hại mà. Mày, tao mày lại màu này.
Tao nhớ cảnh tóc tao mày màu nâu cơ mà. Tóc màu này từ đầu phim rồi. Mà xem phim thì để ý đến màu tóc làm cái gì, để ý đến nội dung phim thôi. Đạo diễn bảo không cần đắc co phim này như thế. Để tao xem lại Tình Yêu Lúc 3 giờ chiều tập 1 xem là tóc mày màu gì. Mày chết mày với tao. À, xem thì tiện xem đã được 1 triệu. Tao mà phải rồi. Có bị gấp cho nên là không thể nói lời chào với chị được. Ừ. Chị có tình cảm với Kai đúng không? Việc đó bây giờ chắc là không quan trọng nữa rồi. Cái vòng tay này nè là kỷ niệm của lần đầu tiên chị với Kai gặp nhau. Kai kỳ cục lắm. Lúc lạnh lùng, lúc thì ấm áp. Có khi nhút nhát, nhưng mà cũng có lúc lại rất là can đảm. Nhưng mà Kai chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình cho chị biết. Chị nghĩ đó là do chị cảm nắng một người. Nhưng mà bạn chị lại nói đó là tình yêu. Còn Kai thì không có nghĩ như vậy. Chị có biết, thương một người rất là đau khổ. Chị càng thương họ nhiều thì bản thân chị lại càng đau khổ. Có lẽ chị cũng đã cảm nhận được một phần nào đó. Em đang nói về Kai. Có thể là chị chưa hiểu rõ Kai lắm đâu. Xin phép tôi chưa mà dám nghỉ làm hả? Em xin lỗi. Tại em không muốn phiền chị. Sao em vô trách nhiệm vậy? Nếu như mà em không muốn phiền chị á, thì ngay từ lúc đầu em đừng có xuất hiện. Chị đã nghe Quỳnh Hương nói rồi. Ung thư thì đã làm sao? Bác sĩ nói là còn 10% cơ hội để sống sót mà. Tại sao em lại không chịu phẫu thuật? Chỉ vì như vậy mà em lại trốn tránh mọi người, trốn tránh chị. Em đúng là đồ hèn mà. Chị đi về đi. Em là một thằng ngốc. Vì khi biết mình sắp chết rồi nó còn bắt đầu một thứ gì đó. Em thậm chí còn không thể nào hiểu được tại sao em có cảm giác thoải mái khi ở bên chị. Trước đây em chưa từng có. Em luôn mong rằng em là người bảo vệ, chăm sóc và che chở cho cuộc sống của chị. Nhưng chính chị là người khiến cho cuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn. Em chỉ muốn mình can đảm hơn một chút nữa để có thể vượt qua được căn bệnh này. Để nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của chị. Nhưng em sợ. Sợ một ngày chị bị em phải buồn, phải khóc. Em chỉ mong rằng mình có thêm một chút thời gian. Một chút nữa thôi. Để có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho chị. Em chưa bao giờ khao khát và ước ao được sống như bây giờ.
Em phải can đảm lên. Vì ở bên cạnh em còn có chị, có ba mẹ. Nếu như mà bây giờ em buông xuôi thì chỉ giải thoát được cho bản thân của mình thôi. Còn những người xung quanh em mới là những người đau khổ. Kể cả Bình Hương cũng đang lo lắng cho em rất là nhiều. Nghe lời chị, đi phẫu thuật đi em. Không, tao muốn nhất. Đi bình tĩnh. Phim tập 1 nó đang mút thế nào, nó đang năng thế nào mà bây giờ nó thành ra như thế này. Hả? Mày thấy sao đi? Điên hay sao? Để em. Chị biết cái nhà hàng đạo diễn này không? Chị chỉ thẳng cái nhà hàng đạo diễn này cho em. Lấy em cuốn vào cái đầu nó. Nó làm cái phim kiểu gì á? Cái vai, cái nhân vật mà anh đạo điện á, nó đẹp trai, ngoại đẹp trai, dễ thương gì đâu. Cho vô phim nó làm vai nhơ nhóp đi sửa điện rồi bôi gì, tóc bị xù nó nhìn không thể chịu được mà đúng một phút nha. Theo mày sao? Theo mày sao? Ai đời chọn diễn viên cho em chọn đúng có sếp của em làm thư ký á. Bố em cũng dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Mai là một biển hồ. Chúng mày nhá. Chúng mày nhá, được rồi, quay phim xong mà làm phản hết rồi. Phim của Mật Bét có phải là phim Hàn Quốc đâu mà tự nhiên phim Mai, Mật Bét mình là phải làm phim Mai. Đúng rồi. Alo anh đạo diễn à? Cho hai đứa bay nước ngoài cho em nhá. Vâng. Nhá. Anh gọi. Mình đuổi nó đi hết rồi mình tính làm gì? Thì tao đang định hỏi chúng mày đây. Giờ đi hết rồi đấy. Ấy hay là mình kêu gọi nhà đầu tư luôn trên này được không? Các nhà đầu tư khác ấy. Các em lo đi. Riêng anh Linh YouTuber thì để chị. Cái nhà đọc cái mail liên hệ của mình để nhà đầu tư tìm tới. Booking còn fan90.vn. Đấy. Giờ bây giờ có nhà đầu tư rồi thì làm cái gì nè? Ngủ hết chứ lị. Mật bét bất ổn. Mật bét bất ổn. Có biết tại sao đây là mật bét bất ổn không? Không. Nhìn mặt ba đứa mày là tao thấy được đủ bất ổn. Không. Cái mặt mày thôi. Mật bét bất ổn. Mật bét bất ổn. Mật bét bất ổn. Điện đâu? Bị ngồi. Điện đâu? Thế mới là mật bét bất ổn. Ôi trời ơi, mật bét bất ổn mà. Yêu Thể Thao.vn, kênh thông tin trọn vẹn thể thao đỉnh cao. Tình yêu